Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc trao học bổng Quỹ hỗ trợ trẻ em gái vượt khó hiếu học năm học 2021-2022. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 35 suất học bổng cho các trẻ em gái vượt khó học giỏi năm học 2021-2022. Chương trình trao học bổng trẻ em gái vượt khó học giỏi được thực hiện từ năm 2010. Hàng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố dẫn động các mạnh thường quân trao từ 50 đến 100 suất học bổng cho các trẻ em gái khó khăn vượt khó hiếu học. Thông qua chương trình nhằm biểu dương khích lệ tinh thần dương lên, đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Qua đó giúp các em có thêm niềm tin, nghị lực, quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tích cao trong học tập.